mình là nhóm làm phim đến từ cơ sở 3 tháng 2 trường quốc tế Hiệp Định Úc. Hiện giờ chúng mình đang thảo luận về bộ phim Thì Đại Dương Đối Đầu Cây Ô Liu. Đây là câu chuyện của Hy Lạp. Nội dung nói về sự đối đầu giữa thần biển Hồ Tây và nữ thần không thái Athena. Mong các bạn ủng hộ và đón xem bộ phim của chúng mình. Và hôm nay thì nhóm phim hoạt hình của mình sẽ làm về một đề tài lịch sử Việt Nam, Hai Bà Trưng. Mình nghĩ đây là một bộ phim rất là có ý nghĩa và đặc sắc trong lịch sử. Thì một bộ phim rất là có nhiều công đoạn. Và mình xin giới thiệu đây là nhóm vẽ nhân vật. Và nhóm vẽ layout, nhóm làm tiếng. Và cuối cùng là nhóm kịch bản. Mong các bạn sẽ đón xem bộ phim này nhé. Bối cảnh là cũng dễ cho những bạn mà vẽ với lại tô màu. Trong bối cảnh thì các con phải xác định cái đó là bối cảnh là nó ở đâu. Nó là nội hay là ngoại? Không phải ông nội ông ngoại nữa nha. Mà nội là ở bên trong, ngoại là ở bên ngoài. Còn cái thứ ba là ngày hay đêm. Ví dụ cái cảnh mà ông tướng quân ổng đang bàn thảo với lại các tướng sĩ của ổng á là gì? Đêm. Nhưng mà con phải ghi cái ở đâu trước? Trong phòng. Ví dụ qua lều tác chiến. Không, hoặc là lều tướng quân. Cái thứ hai là cái phần vẽ đẹp. Thì trong cái phần vẽ thì nó sẽ chia làm hai phần. Một là vẽ nhân vật, hai là vẽ layout. Các bạn đã biết rõ điều đó. Tức là khi chúng ta không phải là thường là lúc trước thầy về vẽ thì sẽ thấy có một số bạn là một mình có thể tự sáng tác được câu chuyện, một cái cuốn truyện nó rất là hoàn hảo, rất là tốt. Nhưng mà để mà làm chuyên nghiệp thì mình phải có một cái bộ máy, một cái dây chuyền. Tức là hai bạn này sẽ là người vẽ layout, tức là vẽ cảnh ở phía sau. Hai bạn tiếp theo sẽ là người tô màu. Rồi hai bạn tiếp theo sẽ vẽ nhân vật. Và hai bạn tiếp theo sẽ từ cái nhân vật tới vẽ. Diễn xuất lại. Như diễn xuất. Rồi ai để tiên.